khi trận đấu giữa Real Madrid và Real Sociedad diễn ra, tiếng nói lịch sử ủng hộ hoàn toàn đội bóng thành Madrid khi họ đã bất bại 8 trên 9 lần gần nhất trước Real Sociedad. Đoàn quân của Carlo Ancelotti thiếu đi sự bùng nổ trong giai đoạn đầu mùa giải và chấp nhận phải xếp sau đại kình địch Barcelona. Tuy nhiên, Los Blancos vẫn đang có thành tích ấn tượng sau 4 vòng khi chưa thua trận đấu nào. Vì lẽ đó, người hâm mộ của đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha có đầy đủ sự tự tin để nghĩ rằng thầy và trò huấn luyện viên Ancelotti sẽ có thể nối dài mạch bất bại của mình bằng một chiến thắng trên sân Anoeta, qua đó tiếp tục bám đuổi sát sao với đại kình địch của mình trên bảng xếp hạng. Huấn luyện viên Carlo Ancelotti đã thực hiện một vài sự điều chỉnh khi để cho Brahim Diaz thay thế Rodrigo sát cánh cùng Mbappe, Vinicius và Arda Güler trên hàng công. David Alaba và Eduardo Camavinga vẫn phải ngồi ngoài vì chấn thương đầu gối, trong khi Dani Ceballos vắng mặt vì chấn thương mắt cá chân. Trong suốt hiệp 1, Real Sociedad tỏ ra đầy quyết tâm với hàng loạt cơ hội nguy hiểm được tạo ra. Đội chủ nhà thi đấu mạnh mẽ liên tục gây áp lực lên khung thành Real Madrid, buộc thủ môn Thibaut Courtois phải cảnh giác tối đa. Ngay ở những phút đầu, Sociedad đã sớm cho thấy họ không dễ dàng bị bắt nạt khi Luka Sušić tung cú sút từ khoảng cách xa, nhưng đáng tiếc cú dứt điểm của anh lại dội trúng xà ngang. Đây chỉ là một trong số những cơ hội mà đội bóng xứ Basque bỏ lỡ, bởi sau đó Gerardo Becker và Sušić một lần nữa đều đưa bóng trúng cột dọc và xà ngang. Về phía Real Madrid, mặc dù có sự vắng mặt của hai trụ cột nơi hàng tiền vệ là Jude Bellingham và Adrian Tchouameni do chấn thương, đội bóng của huấn luyện viên Carlo Ancelotti vẫn thi đấu rất kiên cường và chờ đợi thời cơ. Kylian Mbappe là người được chú ý nhiều nhất sau màn trình diễn ấn tượng trước đó, và anh không làm phụ lòng người hâm mộ khi liên tục có những pha đi bóng đầy tốc độ gây khó khăn cho hàng phòng ngự của Sociedad. Dù vậy, Real Madrid cũng phải đợi đến hiệp 2 mới có thể tạo ra sự khác biệt. Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 58 khi Vinicius Junior thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Sergio Gomez của Sociedad để bóng chạm tay trong vòng cấm. Đây là thời điểm mà Real Madrid bắt đầu kiểm soát thế trận một cách chặt chẽ hơn, buộc Sociedad phải lui về phòng ngự và không còn duy trì được sự sắc bén trong các pha tấn công. Chỉ ít phút sau, Mbappe tiếp tục khẳng định đẳng cấp của mình khi ghi bàn thắng thứ hai cũng từ chấm phạt đền. Tình huống này diễn ra sau khi John Aramburu phạm lỗi với Vinicius trong vòng cấm và Mbappe dễ dàng đánh lừa thủ môn Romero để đưa Madrid dẫn trước 2-0. Dù Sociedad cố gắng đẩy cao đội hình trong những phút cuối, nhưng sự chắc chắn của hàng thủ Real Madrid, đặc biệt là trung vệ Antonio Rudiger, đã giúp họ bảo toàn cách biệt. Real Sociedad có thể cảm thấy tiếc nuối khi liên tiếp bỏ lỡ cơ hội, nhất là với 3 lần dứt điểm trúng khung gỗ. Tuy nhiên, vận may không đứng về phía đội chủ nhà và họ đành chấp nhận thất bại. Về mặt thống kê, trận đấu cho thấy sự cân bằng giữa hai đội, với Real Madrid kiểm soát bóng 52%, trong khi Sociedad có 48%. Cả hai đội đều tạo ra 11 và 16 cú sút tương ứng, nhưng chính sự hiệu quả trong khâu dứt điểm đã giúp Real Madrid giành chiến thắng. Alex Remiro, thủ môn của Real Sociedad, đã có một trận đấu xuất sắc khi nhiều lần cản phá các cú sút nguy hiểm từ Mbappe và Rudiger. Nhưng điều đó không đủ để ngăn Real Madrid ra về với 3 điểm trọn vẹn. Với chiến thắng này, Real Madrid tiếp tục duy trì chuỗi trận bất bại và giữ vững vị trí trong nhóm dẫn đầu bảng xếp hạng La Liga. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ tiếp tục hành trình của mình với trận đấu ở Champions League vào giữa tuần gặp Stuttgart. Trong khi đó, Sociedad cần phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để chuẩn bị cho trận đấu tiếp theo trước Real Mallorca. Vậy là sau khi thông nòng với cú đúp ở vòng đấu trước đó, Kylian Mbappe tiếp tục ghi bàn và đóng góp trực tiếp vào chiến thắng của kiền kề trắng ở vòng đấu này. Tiền đạo người Pháp đang dần cho thấy bản thân bắt đầu hòa nhập tốt hơn với hệ thống chiến thuật mà huấn luyện viên Carlo Ancelotti đang xây dựng tại Los Blancos. Trước khi Kylian Mbappe gia nhập Real Madrid, đã có nhiều ý kiến bàn tán về việc liệu ngôi sao người Pháp có thể thích nghi với môi trường mới tại Santiago Bernabeu hay không. Đây không chỉ là mối quan tâm của người hâm mộ và giới truyền thông, mà còn là vấn đề được ban lãnh đạo đội bóng quan tâm thảo luận. Mbappe đã ghi bàn ngay trong trận ra mắt giúp Real Madrid giành siêu cúp châu Âu. Tuy nhiên, phải đến trận đấu thứ tư tại La Liga, anh mới có bàn thắng đầu tiên sau khi lập cú đúp vào lưới Real Betis. Điều này cho thấy dù là một cầu thủ đẳng cấp thế giới, Mbappe vẫn cần thời gian để hòa nhập với đội bóng mới. Nguồn tin từ trung tâm huấn luyện Van der Beek của Real Madrid từng chia sẻ với nhà vô địch World Cup 2018 như thế này: mọi chuyện không hoàn toàn suôn sẻ như mong đợi, nhưng cũng không có gì nghiêm trọng cả. Đây là một quá trình thích nghi với đội bóng có nhiều sự thay đổi. Cậu ấy đang nỗ lực hòa nhập nhanh nhất có thể, và hiện tại Mbappe đang dần ổn định.
Ban đầu, người ta nghĩ rằng Mbappe sẽ có một cái tôi lớn, nhưng thực tế cho thấy điều ngược lại. Dù Real Madrid từng có một ngôi sao với cá tính và cái tôi cực cao như Cristiano Ronaldo, nhưng tính cách của Mbappe hoàn toàn khác biệt so với thần tượng của anh. Mbappe đã có một buổi ra mắt ấn tượng trước sự chứng kiến của 80.000 cổ động viên tại sân Bernabeu. Huấn luyện viên trưởng Carlo Ancelotti cùng ban huấn luyện theo dõi sự kiện từ trung tâm Van der Beek, trong khi các huyền thoại như Raul và Alvaro Arbeloa có mặt tại sân được cảm thấy ấn tượng trước không khí náo nhiệt. Sau sự kiện ra mắt, Mbappe đã có cơ hội gặp gỡ một số đồng đội mới và trao đổi trực tiếp với huấn luyện viên Ancelotti. Theo thông tin từ ban huấn luyện, cầu thủ người Pháp gây ấn tượng với sự thân thiện và cởi mở. Trong buổi họp báo đầu tiên, Mbappe khiến mọi người bất ngờ với khả năng nói tiếng Tây Ban Nha lưu loát cùng phong thái tự tin. Ngoài ra, Mbappe còn thể hiện sự gần gũi khi chủ động thăm hỏi cao thủ trẻ của Học viện Real Madrid. Anh thậm chí còn quan tâm đến trung vệ trẻ Juan Martinez, người vừa gặp chấn thương đứt dây chằng đầu gối. Mbappe đã gửi lời chúc Martinez sớm hồi phục và hứa rằng cả hai sẽ sớm có cơ hội thi đấu cùng nhau. Trong phòng thay đồ của Real Madrid, Kylian Mbappe có mối quan hệ thân thiết nhất với các đồng hương của mình là Eduardo Camavinga, Aurélien Tchouaméni và Ferland Mendy. Sự gắn kết này không chỉ xuất phát từ việc họ là những cầu thủ người Pháp mà còn nhờ vào sự hiểu biết và đồng cảm trong môi trường bóng đá đỉnh cao. Những cuộc trò chuyện thường ngày, những phút giây đùa vui trong các buổi tập luyện giúp Mbappe cảm thấy gần gũi và dễ dàng hòa nhập với cuộc sống mới tại đội bóng Hoàng gia. Ngoài ra, Mbappe cũng phát triển một mối quan hệ tốt đẹp với Brahim Diaz, người đã nhanh chóng trở thành bạn của anh. Cả hai không chỉ thân thiết trên sân cỏ mà còn thường xuyên gặp nhau ngoài đời. Họ đã cùng nhau đi ăn tối tại một nhà hàng nổi tiếng ở Madrid, chia sẻ những câu chuyện về bóng đá và cuộc sống, giúp Mbappe cảm thấy thoải mái hơn trong môi trường mới. Có thể đây cũng là lý do khiến huấn luyện viên Ancelotti chọn Brahim Diaz là người đá chính ở trận đấu trước Real Sociedad chứ không phải Rodrigo. Có lẽ vì ông thầy người Ý tin rằng sự thân thiết giữa họ ngoài đời sẽ tạo ra mối liên kết ăn ý trên sân cỏ. Tuy vậy, trên sân cỏ, Mbappe vẫn gặp phải những thách thức nhất định trong giai đoạn đầu thi đấu tại La Liga. Sau 3 trận đấu đầu tiên với tổng cộng 24 cú sút về phía khung thành của đối phương, tiền đạo người Pháp mới có được bàn thắng đầu tiên. Đây là một khởi đầu khá chậm so với kỳ vọng của người hâm mộ, nhất là với một cầu thủ đẳng cấp như Mbappe. Anh thừa nhận rằng áp lực mà mình đang phải đối mặt là cực kỳ lớn, vượt xa so với bất kỳ cầu thủ nào khác trên thế giới. Những kỳ vọng từ ban lãnh đạo, đồng đội và người hâm mộ đều dồn lên vai anh, khiến mọi bước đi của Mbappe trên sân đều bị soi xét kỹ lưỡng. Mbappe hiện đang được huấn luyện viên Ancelotti bố trí thi đấu ở vị trí trung phong trong sơ đồ 4-3-3. Đây là một vai trò khá mới đối với anh và đã có nhiều tranh cãi về việc liệu vị trí này có phát huy hết khả năng của Mbappe hay không. Một số chuyên gia cho rằng sở trường của anh là chơi rộng với khả năng bứt tốc từ hai cánh, nơi mà anh có thể tận dụng tốc độ và kỹ thuật cá nhân. Tuy nhiên, huấn luyện viên Ancelotti tin rằng Mbappe có thể tỏa sáng ở vị trí số 9 và khẳng định rằng anh sẽ tiếp tục đảm nhiệm vai trò này. Ban huấn luyện của Real Madrid đang nỗ lực giúp anh cải thiện khả năng phòng ngự cũng như học cách tận dụng không gian một cách hiệu quả hơn. Họ coi Mbappe là một cầu thủ với khả năng xé toang hàng phòng ngự vô cùng độc đáo và khác biệt so với bất kỳ một tiền đạo nào khác trên thế giới. Dù phải đối mặt với những thử thách không nhỏ, Mbappe đã dần lấy lại sự tự tin và chút bỏ được phần nào áp lực tâm lý. Trong thời gian tập trung cùng đội tuyển quốc gia Pháp, anh thể hiện một tinh thần thoải mái và tự tin hơn hẳn. Trong buổi họp báo, ngôi sao 25 tuổi đã chia sẻ rằng anh cảm thấy rất hạnh phúc với cuộc sống hiện tại tại Real Madrid và khẳng định mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp. Điều này cho thấy, dù có những khó khăn ban đầu, Mbappe đang từng bước hòa nhập và bắt đầu thể hiện phong độ tốt nhất của mình trong màu áo đội bóng Hoàng gia. Và màn thể hiện trước Real Sociedad cùng bàn thắng thứ 3 ở hai vòng đấu liên tiếp chính là những minh chứng rõ ràng nhất cho sự vươn lên mạnh mẽ của Ninja Rùa.